Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn chiều hôm nay ngày 26 tháng 5 năm 2022 và trước mặt anh chị và các bạn đó là chung cư Trần Quang Diệu, chung cư Trần Quang Diệu ha. Bên trái chúng ta đó là lô B. Chung cư buổi chiều cũng rất là nhộn nhịp, rất là đông. Tại vì giờ này giờ học sinh tan học nè. Với lại mấy đứa nhỏ nó chơi chạy xe đạp lộn vòng trong xóm mà đồng gặp mấy đứa này là khoái luôn, thì có người chơi chung. Chiều nay thì em dẫn anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi lộn vòng ở khu từ quận 3 đi về Phú Nhuận. Đi dạo một vòng vô chung cư Trần Quang Diệu để cô chú anh chị hình dung được cái khung cảnh chung cư Trần Quang Diệu ngày hôm nay nó như thế nào. Đi thẳng hướng này là mình ra lại con đường Trần Quang Diệu nè. Còn đây vừa phải là đi đâu đây? Đi vô thử, đi vô khu xóm hẻm mà đường Lê Văn Sĩ, không biết có ra chợ, chỗ chợ Lê Văn Sĩ không? Đi thử hả? Bữa lấy điện thoại em gì bữa? Cũng ngoài ra khu chợ luôn nè. Khu chợ buổi chiều bán canh bún nè. Canh bún rồi hủ tiếu. Bánh thọt rồi bánh xèo. Kem. Ngày xưa chợ này mang tên là, theo lời chia sẻ của cô chú anh chị, là chợ Trương Minh Giảng, và ngày nay mang tên là chợ Nguyễn Văn Trỗi. Các khu ăn uống ở Sài Gòn thì hầu như là rất là được khách. Ăn uống là chuyện hàng ngày ha. Chúng ta đi con đường Lê Văn Sĩ để đi về số nhà hẻm 240 không biết 240 Trương Minh Ký. Ngày hôm nay là ở vị trí nào? Thì ngày xưa là con đường Trương Minh Ký nối liền với Trương Minh Giảng. Ngày nay thì con đường Lê Văn Sĩ là gộp chung giữa hai con đường đó nè ha. Cái đường ray xe lửa thì vẫn còn. Trước mặt chúng ta đó là hẻm 284. Đi vô rất nhiều cơ quan với trường học. Mình thẳng hướng này là mình đi về phi trường Tân Sơn Nhất nè. Sau lưng chúng ta là cầu Lê Văn Sĩ. Bên phải chúng ta đó là 364. Thì theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì hẻm 240 nằm ở vị trí qua nhà thờ Ba Chuông, nằm bên tay phải. Nhưng mà bây giờ không biết cái còn số cũ hay số mới nữa. Thành ra mình đi có thể là sẽ không đúng ha. Nếu mà cô chú anh chị hình dung được cái khung cảnh ngày xưa thì mình có thể thấy được cái vị trí, rồi gửi cho bên Năm TV một cái bình luận để dựa vào đó em sẽ thực hiện cái video clip tiếp theo. Đây thấy trước mặt là chiếc xe ta gọi là xe ba gác. Không biết ba gác là như thế nào ta, hay là
chân gác ba chỗ hả? Là xe có ba bánh, vừa chạy vừa gác chân. Cứ đọc quen miệng chứ nhiều khi cũng chưa hiểu là xe ba gác là như thế nào. Thì chỉ biết là nói giờ xe cứ gọi xe nào xe ba bánh thôi, xe ba gác thôi, cứ vậy mà gọi. Nhiều khi không hiểu cái từ, những cái từ ngữ ngày xưa, từ ngữ mộc mạc. Tại vì chạy xe đó là phải chân phải gác lên cái thùng xe nên mới lái được. Thì chắc dựa vào đó nên gọi là ba gác quá. Xe ba bánh rồi vừa chạy vừa gác chân. À, bây giờ xe đó thì cũng hiếm ha. Tại vì cấm hết niên hạn sử dụng rồi. Mình đi ở đây là khu phường 14 quận 3. Bên trái có nhà thờ vườn xoài. Mấy lúc đi cứ đọc lộn cây xoài hoài. Nên là nguyên vườn xoài mà giờ còn có cây xoài. À, trên đường này không biết ngày xưa như thế nào mà bây giờ thì có rất là nhiều nhà thờ, như nhà thờ vườn xoài, nhà thờ Châu Sa, nhà thờ Ba Chuông và còn nhiều nhà thờ nữa. Mà trên con đường này có rất là nhiều, nhưng mà ngôi nhà thờ lớn nhất đó là nhà thờ Ba Chuông. Mỗi năm thì ở đó thường trang hoàng rất là lộng lẫy vào cái dịp Noel. Mới đó mà cũng đã hai năm trôi qua rồi ha. Hai năm chúng ta đối mặt với cơn đại dịch, biết bao nhiêu sự mất mát về người và của. Trước mặt chúng ta đó là đường ray xe lửa. Theo hướng đường ray xe lửa thì theo hướng bên trái thì mình sẽ đi về khu như cống Bà Xếp. Cặp đường ray xe lửa thì có rất nhiều cái vựa ve chai, khu xóm ve chai. Và khi theo những tư liệu mà em tìm hiểu được thì ngày xưa khi mà qua cái đường ray xe lửa này, bên kia là đoạn Trương Minh Ký. Và đến đây là hết đoạn Trương Minh Giảng rồi nè. Ở đây đa phần là những cô chú anh chị cư từ ngoài Bắc, di cư từ Bắc năm 1954. Những cái tư liệu về cái vùng đất Phú Nhuận thì rất là nhiều luôn. Từ một cái khu xóm vắng, khu nghĩa địa, nay thành một cái khu rất là sầm uất, rất là sang, rất là đông. Nhà cửa rất là đẹp. Hay như khu chợ Phạm Văn Hai ha. Bắt đầu bên tay phải mình đó là hẻm 182. Hẻm 182, 184. Ở đây là phường 10, quận Phú Nhuận. Bên trái là 209. Vậy là qua nhà thờ Ba Chuông thì mới có số 240. Thì số 240 chắc có lẽ 240 ngày nay với ngày xưa chắc có lẽ giống á. Lại tới đây là tới nhà thờ Ba Chuông bên cánh phải rồi nè. Ở nhà thờ Ba Chuông thì anh cũng có quay rất nhiều video clip ha.
nhà thờ Thánh đường Đa Minh Ba Chuông. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Đặng Văn Ngữ. Tới 196 rồi. 196 rồi nè. 206. Không biết 240 ngày hôm nay là như thế nào ha. Rất hồi hộp. Không biết trong khu xóm hẻm đó có phải hẻm cùng không. Ở đoạn này thì bán nhiều đồ vật liệu xây dựng lắm, như nước sơn nè, rồi đồ điện nè, trang trí nội thất. Xen lẫn vào đó là những cửa hàng bán thời trang. Con đường này bán thời trang nhiều lắm. Bên trái có khu cư xá kiến thiết. Theo lời chia sẻ của cô chú anh chị khi mà vô hẻm 281 mà. Bên cánh trái là có chung cư 279 đó nè. Bên phải là trường Lê Văn Sĩ. Tới số 222 rồi. Bên trái là 291, là ủy ban phường 1. Tới số 228 rồi ha. Chút xíu nữa thôi. Tại khúc này dễ bị hố lắm. 228 rồi tới nhà hàng hàng Thương Cao là 234. Ở đây có đường Tân Canh nè, đi vô quán cà phê Cõi Xưa. Đây này có hẻm 236A. Đó, hẻm 236A. Hẻm vô Bộ Tài nguyên Môi trường, trường Đại học Tài nguyên Môi trường. Đó, kế bên cái cửa hiệu mỹ phẩm Beauty World. 236 2 căn nữa là tới 240 rồi, nhưng mà không thấy ta. Đó, bên trái chúng ta có cái cổng đi vô khu hẻm 333 Lê Văn Sĩ. Cái cổng cũng có thiết kế rất đặc biệt ha. Đó, 240 là đó, ngày nay là căn nhà 240. Để em xem lại cái tin nhắn của cô chú anh chị. Tìm về hẻm 240 đường Trương Minh Ký. 38 năm chưa trở về. Hôm nay thì sau 240 là căn nhà rồi. Thì không phải rồi. Tới một chút nữa coi như thế nào ha.
Ở đây thì có hẻm 252. Hẻm 252, hẻm vô chùa Phước Quang. Hy vọng là người ta có để cái số cũ, số mới đó. Dựa vào đó thì mình có thể hình dung được cái số 240 nằm ở đâu. Ở đây là 27 mấy luôn, 280 luôn. Số 282 là cơ quan công ty. Không biết ngày xưa là cơ quan gì, bây giờ là công ty cổ phần cây giống miền Nam, cây trồng miền Nam nè. Giờ chỉ cần nhìn một số cũ thôi là cũng thể đoán hình dung ra được cái số mới á. Nhưng mà bây giờ người ta không có để số cũ nữa. Nhưng mà hy vọng mà thông qua cái video clip này thì cô chú anh chị cũng hình dung được cái khu xóm hẻm ha. Ở vị trí nào thì hẻm thì chắc có lẽ là không có lắp đâu ha. Hẻm thì vẫn còn hẻm thôi, chắc có lẽ là địa chỉ nó hai số thôi. Đó, tới phía trước là đường Phạm Văn Hai, đi thẳng ra nữa là khu Lăng Cha Cả. Bây giờ chắc để em vòng trở lại quá hả? Vòng trở lại rồi đi vô cái hẻm gần đó 240 để cô chú anh chị và các bạn hình dung thôi. Chắc đi vô được Tân Canh thử. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là hẻm 236A, hẻm đi vô trường đại học Tài nguyên và Môi trường. Thì bây giờ cái con đường Tân Canh này nằm bên cánh phải. Nhưng mà em nghĩ là ngày xưa thì hẻm bây giờ cũng khó thành con đường lắm ha. Nên thành ra thôi mình đi vô hẻm 236 này thử. Coi trong đây cô chú anh chị có quen không. Chứ con đường Tân Canh ngày nay thì nếu mà mình đi theo con đường Tân Canh thì sẽ đi đường Nguyễn Trọng Tuyển. Con đường ngắn thôi. Còn hẻm này là hẻm cùng, hẻm đi vào trường đại học. Ở trong hẻm này thì có cuối hẻm là ngôi trường và hai bên hẻm là có nhà. Hy vọng là đúng cái hẻm này. Nếu không thì cô chú anh chị cho em cái email hoặc là tin nhắn. Chúng ta qua đường nha. Giờ này cũng là giờ tan học nè. Trong này có cụm tấm khoái 236K Lê Văn Sĩ. Biết đâu đi vô đây người ta có để số nhà cũ thì sao. Số cũ à. Còn bộ là 236 hết. Đó, cuối hẻm là ngôi trường nè. Rồi, sẵn đây mình đi trở ra quẹo vô đường Tân Canh luôn. Biết đâu đường Tân Canh ngày xưa là hẻm 240 thì sao. Tại vì nếu mà qua hẻm 236 này thì không có hẻm nào kế bên nữa. Đối diện hẻm 236 là hẻm 333, giống như bia 333 vậy nè. Bữa nào cũng khám phá thử thấy hẻm đó có cái cổng cũng rất là đặc biệt. Thì không biết hẻm đó
như thế nào. Đó, chúng ta quẹo quẹo trái đường Tân Canh nha. À, do đường đây hơi khó qua đường nên là em đi sát trong lề. À, vô đây là đường Tân Canh, hy vọng là trong đây thì có cái số nhà người ta để số cũ. Xưa bên phải nè, ở đây số cũ là 236 luôn, số cũ vẫn là hẻm 236 236, rồi cái bên là 236 236A hả. Nếu mà ở đây là ngày xưa là 236 thì con hẻm hồi nãy bên đây có thể là 240 á. Ở đây có trung tâm chị nằm, không biết 38 năm về trước thì ở đây như thế nào. Qua đây là con đường Nguyễn Nhộng Tuyển à. Qua đây là địa chỉ đường Nguyễn Nhộng Tuyển rồi đó. À, rồi thôi, chắc video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi vài hình ảnh ở khu Tân Bình gửi cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng là những hình ảnh này cô chú anh chị cũng hình dung được cái khu xóm hẻm 240. Nếu mà ở cái đoạn nào thì cho 15 TV hay ha, để cũng có thể thực hiện trong cái video clip lần sau nó hoàn hảo hơn, hoàn chỉnh hơn. Do là cái số cũ và số mới bây giờ nó cũng thay đổi hết rồi nên cũng rất là khó mà tìm ra. Rồi một lần nữa xin chúc đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.